Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em với bài tập toán lớp 5, bài 140 ôn tập về phân số nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mời xem qua bài giảng hôm nay. Chính hết là câu số 1. Viết phân số chỉ phần đã tô đậm của mọi hình dưới đây vào chỗ trắng nha. Giờ chính hết mời xem hình này. Hình này là một cái hình vuông lớn, người ta chia làm 4 phần, 4 ô vuông nhỏ và người ta tô đậm một ô vuông. Như vậy là hình này sẽ chỉ phân số là 1/4. Giờ như vậy chỗ này mình sẽ viết phân số 1/4 nhé. Giờ tiếp theo là hình bên đây. Hình bên đây là một cái hình tròn, người ta chia làm 5 phần bằng nhau và người ta tô đậm 4 phần. Như vậy là hình này sẽ chỉ phân số là 4/5, đúng không? Giờ tiếp theo hình bên đây, hình này người ta sẽ chia làm 6 phần bằng nhau và người ta tô đậm 3 phần. Như vậy là hình này sẽ chỉ phân số là 3/6, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 rồi. Giờ tiếp theo là câu số 2. Viết hỗn số chỉ phần đã tô đậm của mỗi nhóm hình vẽ dưới đây vào chỗ trống. Giờ như vậy là mình thấy câu A là có hai hình tròn, người ta đã tô một đậm, đúng không? Hình tròn thứ ba người ta tô một nửa, chính là 1/2. Như vậy là 2 và 1/2, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ viết hỗn số 2 và 1/2 nhé. Giờ tiếp theo là hình bên đây, một cái hình vuông người ta đã tô đậm, còn cái hình vuông bên đây thì người ta chia làm 8 phần bằng nhau và người ta tô màu 4 phần. Như vậy có nghĩa là 1 và 4/8, đúng không? Hay ở đây mình có thể để là 1 và 1/2 cũng được đó. 14/8 giúp gọn sẽ là 1/2, đúng không? Giờ tiếp theo là câu C. Ba hình tam giác đã tô màu. Hình tam giác thứ tư thì người ta chia làm 3 phần bằng nhau và người ta tô màu 1/2. Như vậy có nghĩa là 3 và 1/3, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ viết hỗn số 3 và 1/3 nhé. Giờ tiếp theo bên đây, bốn cái hình vuông đã tô đậm. Hình vuông thứ năm thì người ta sẽ chia làm 3/2 và tô màu tô đậm 2/2. Như vậy có nghĩa là 4 và 2/3, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo câu số 3 giúp gọn phân số theo mẫu nha. Giờ như là 4/8 thì mình sẽ giúp gọn bằng cách chia tử và mẫu cho 4/1/2. Tiếp theo câu B, 12/18 thì mình sẽ chia tử và mẫu cho bao nhiêu? Chia tử và mẫu cho 6. Giờ thầy sẽ làm tiếp câu B nha. 12 mình sẽ chia cho 6. Giờ 18 mình cũng chia cho 6 đó. Giờ 12 chia 6 thì bằng bao nhiêu? 12 chia 6 thì bằng 2, đúng không? 18 chia 6 bằng 3 thì kết quả sẽ là 2/3 nhé. Giờ tiếp theo câu C. 15/35 thì mình sẽ giúp gọn bằng cách mình thấy là hai số này tổng cộng là số 5 thì mình sẽ chia tử và mẫu cho 5 nhé. 15 mình sẽ chia cho 5.
Giờ 35 mình cũng chia cho dân nào. Đúng rồi. Giờ 15 chia 5 thì bằng bao nhiêu? À, được 3 đúng không? Còn 35 chia 5 được 7. Như vậy kết quả sẽ là 3 bằng 7 nha. À, tiếp theo câu D 9 phần 12. À, 9 phần 12 mình sẽ giúp gọi mặt cách chia tử và mẫu cho 3 đúng không? Giờ 9 chia 3 thì bằng bao nhiêu? 9 chia 3 thì bằng 3. Còn 12 chia 3 được 4 nha. Như vậy kết quả sẽ là 3 phần 4. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy? Để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 luôn. Giờ tiếp theo câu số 4, quy đạo mẫu số các phân số sau. Giờ như là câu A là 2 phần 3 và 4 phần 5. Như vậy mình sẽ chọn mẫu số chung sẽ là tích của hai cái mẫu là 3 nhân 5 là 10. Đúng rồi. Có nghĩa là 2 phần 3 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 5. Và 4 phần 5 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3. Đúng rồi. Giờ như vậy 2 phần 3 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 5 nhé. Như vậy là 2 nhân 5. Và dưới đây là 3 nhân 5. Đúng rồi. 3 nhân 5. Giờ 2 nhân 5 thì bằng bao nhiêu? 2 nhân 5 bằng 10 đúng không? Còn 3 nhân 5 là 15 nha. Tiếp theo là 4 phần 5. 4 phần 5 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3 đúng không? Như là 4 nhân 3. À, 5 cũng nhân cho 3 đúng không? 4 nhân 3 thì bằng bao nhiêu? 4 nhân 3 thì bằng 10, 12 đúng không? Còn 5 nhân 3 thì bằng 15. Như vậy kết quả sẽ là 12 phần 15 nhé. À, câu B. 3 phần 4 và 2 phần 7. Như vậy mình sẽ mẫu chọn mẫu số chung chính là tích của 4 nhân 7 sẽ là 28 đúng không? Giờ như vậy mẫu số chung mình sẽ chọn là 4 nhân 7 sẽ bằng 28. Giờ như vậy có nghĩa là 3 phần 4 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 7 đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 3 3 nhân 7 và mẫu số sẽ là 4 nhân 7. 3 nhân 7 thì bằng bao nhiêu? Bằng 21 đúng không? Còn 4 x 7 thì là 28. Giờ dưới đây tương tự 2 phần 7 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 4 đúng không? À, 2 x 4 và 7 x 4. Giờ như là 2 x 4 thì bằng 8 đúng không? À, 7 x 4 là 28. Như vậy kết quả sẽ là 8 phần 28 nhé. Giờ tiếp theo câu C. 7 phần 10 và 7 phần 17 phần 20. Như vậy mình thấy là 20 sẽ chia hết cho 10. Nên mình sẽ chọn mẫu số chung sẽ là 20 đúng không? Còn câu D là 2 phần 3. 5 phần 4 và 7 phần 12 thì mình sẽ chọn mẫu số chung là 12 đúng không nè. Giờ như vậy là câu C mình sẽ chọn mẫu số chung sẽ là 20 đúng không nè. Như vậy là 7 phần 10 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 2 đúng không nè. Giờ mình sẽ nhân tử và mẫu cho 2, 7 nhân 2 và mẫu số sẽ là 10 nhân 2. 7 x 2 thì bằng 14 đúng không? 10 x 2 là 20. À, còn cái phân số 17 phần 20 thì mình sẽ giữ nguyên đúng không? Giờ giữ nguyên phân số.
Giờ còn bên đây thì mình sẽ chọn mẫu số chung chính là tích của 3 nhân 4. Đúng không? Vì 3 nhân 4 chính là 12. Giờ chọn mẫu số chung sẽ là 12 nhé. Như vậy là 2 phần 3 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 4 đúng không? Giờ 2 phần 3 nhân tử vào mẫu cho 4, 2 nhân 4. Giờ 3 cũng nhân cho 4. 2 nhân 4 thì bằng bao nhiêu? 2 nhân 4 thì bằng 8 đúng không? Còn 3 nhân 4 thì bằng 12. Còn 5 phần 4 thì mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 3 nhé. 5 nhân 3. 4 nhân 3. Giờ 5 nhân 3 là 15. 4 nhân 3 là 12. Như vậy kết quả sẽ là 15 phần 12. Còn phân số 7 phần 12 thì mình sẽ giữ nguyên đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 có em là có kết quả giống như vậy. Để lại bình luận phía dưới video cho thầy mà xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 5 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 5, mình sẽ điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn dấu bạc qua chỗ ba chấm đúng không? Giờ như vậy là trước hết là 5 phần 14 và 9 phần 14 đây là phân số cùng mẫu số là 14. Thì tử nhỏ phân số sẽ nhỏ đi. 5 phần 14 sẽ nhỏ hơn 9 phần 14. Giờ tiếp theo là 8 phần 12 và 2 phần 3. Như vậy là đây là hai con số khác mẫu số. Như vậy để so sánh thì các em có thể là mình sẽ rút gọn phân số hoặc là quy đồng mẫu số đều được hết đó. Giờ như giờ 8 phần 12 thì mình có thể rút gọn bằng cách chia tử vào mẫu cho 4. 8 chia 4 được 2, 12 chia 4 được 3. Như vậy rút gọn mình sẽ được 8 phần 12, mình sẽ được là 2 phần 3. Như vậy là hai bên sẽ bằng nhau. Giờ tiếp theo là 9 phần 10 và 9 phần 14. Đây là hai phân số có cùng tử số. Thì mẫu nhỏ phân số sẽ lớn hơn. Như vậy 9 phần 10 sẽ lớn hơn 9 phần 10, 14 nha. Giờ như vậy mình xong câu số 5 nha, mình sẽ qua tiếp câu số 6 luôn. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm để chị vạch ở giữa 1 phần 4 và 2 phần 4 trên tia số nha. Giờ như vậy ở đây trên một tia số ở đây là 1 phần 4. Ở đây là 2 phần 4, như vậy số ở giữa sẽ là bao nhiêu? Như vậy mình muốn biết số ở giữa bao nhiêu thì mình sẽ lấy 1 phần 4 cộng 2 phần 4 và mình chia cho 2 đúng không? Giờ hãy sẽ tính. Giờ như vậy mình lấy 1 phần 4 cộng 2 phần 4. 1 phần 4 cộng cho 2 phần 4 thì sẽ là 3 phần 3 phần 4 đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 3 phần 4 mình chia cho 2. 3 phần 4 chia 2 thì sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy một phân số mà chia số 1 tự nhiên thì mình sẽ giữ nguyên tử số là 3. Mình sẽ lấy 4 nhân 2 nhé. Mẫu số sẽ 4 nhân 2. Như vậy kết quả sẽ là 3 phần 8 đúng không? Giờ như vậy là số giữa chính là 3 phần 8 nha. Đúng. Giờ như vậy là mình xong câu số 6 nha. Giờ câu số 6 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các thấy gì dạng dạy nhiều vẫn khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm. Thầy chúc các em tốt tạm biệt em nha.